Vòng 3 V-League đã khép lại với rất nhiều điểm nhấn. Đây là vòng đấu có số lượng bàn thắng cao nhất kể từ đầu mùa giải. Và trong danh sách vua phá lưới, ngôi vị dẫn đầu hiện đang thuộc về một chân sút nội. Sau đây, hãy cùng đến với những dấu ấn đặc biệt đây. 18 là tổng số bàn thắng ghi được trong 7 trận đấu của vòng 3 V-League 2023, trung bình 2,58 bàn một trận. Đây là số pha lập công cao nhất trong một vòng đấu kể từ đầu giải. Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là trận thắng với tỷ số 3-2 của câu lạc bộ Hà Nội trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội trưởng Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục thể hiện màn trình diễn xuất sắc khi đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 3-2 của đội bóng thủ đô trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Văn Quyết lúc này đã vươn lên độc chiếm ngôi vị dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới với 4 pha lập công. Vòng đấu thứ 3 đã chứng kiến 51.000 khán giả tới sân theo dõi các trận đấu, trong đó cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường giữa Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận số lượng khán giả đông nhất với hơn 18.000 người. Trận đấu giữa đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa chỉ thu hút 3.000 khán giả tới xem. Với trận thua trước Khánh Hòa, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã phải đón nhận 3 thất bại liên tiếp. Và lúc này, Chiến Hạm Đỏ đang là đội bóng duy nhất chưa kiếm được điểm số nào tại V-League 2023. Trong khi đó, với Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An, hai đội bóng này đều đã khởi đầu V-League với 3 trận toàn hòa, không thua nhưng chưa thể đánh bại được bất cứ đối thủ nào. Cũng là con số 3, nhưng ấn tượng hơn nhiều, đó là 3 điểm đầu tiên mà Viettel và Khánh Hòa giành được ở mùa giải năm nay. Viettel đã đánh bại Công an Hà Nội trong trận derby thủ đô, trong khi Khánh Hòa xuất sắc đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân khách. Lúc này trên bảng xếp hạng, đại diện của thành phố mang tên Bác đã rơi xuống vị trí cuối cùng. Công an Hà Nội sau 2 trận thua liên tiếp đã không còn giữ được vị trí trong top đầu. Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định dù cùng có được 7 điểm như đội đầu bảng câu lạc bộ Hà Nội, nhưng đành xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng thua.